khi mà chúng tôi ngồi khám những cái trường hợp thì cũng có thỉnh thoảng những cái trường hợp đến khám vì cái vấn đề là họ bị ngứa ở vùng bìu hoặc là cái vùng da cậu nhỏ. Thì những trường hợp này á, nó sẽ có hai nhóm nguyên nhân chính. Một là những cái nhóm nguyên nhân là gây viêm nhiễm, là do những cái vi khuẩn ha, nó gây viêm nhiễm trên bề mặt da của họ. Cái nhóm thứ hai mà rất là hay gặp đó là cái nhóm nguyên nhân gây viêm ngứa bìu là do nấm ha. Những cái trường hợp này á, thì quý anh hãy nhớ chú ý những cái vấn đề như sau, là quý anh hãy đến khám và điều trị ở những cơ sở về chuyên khoa để được các bác sĩ xem những cái sang thương đó, để chúng tôi cho các anh các loại thuốc uống, thuốc bôi phù hợp với những cái sang thương của anh. Chẳng hạn nếu cái nguyên nhân viêm nhiễm này chúng tôi nghĩ là do vi khuẩn thì chúng tôi sẽ điều trị cái vấn đề kháng sinh cho anh. Còn nếu chúng tôi nghĩ cái nguyên nhân viêm nhiễm này là do nấm thì chúng tôi sẽ điều trị kháng nấm, kháng viêm cho anh bên cạnh các loại thuốc bôi kháng nấm ha. Thì những trường hợp này á, bên cạnh là chúng ta phải điều trị kháng sinh, kháng viêm hoặc kháng nấm, thì chúng ta hãy nhớ chú ý tới một cái việc nữa là chúng ta hãy cực kỳ chú ý cái việc vệ sinh. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ trong cái giai đoạn điều trị này thì cái vùng da này nó có nguy cơ bội nhiễm, nó sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng lên. Cái thứ hai là chúng ta rất khó điều trị triệt để cái vấn đề viêm nhiễm ở vùng này, đặc biệt là những trường hợp bị nấm ha. Những trường hợp nấm thì cái môi trường mà ẩm ướt rất là dễ tạo điều kiện cho cái vi nấm phát triển. Như vậy thì bên cạnh cái việc chúng ta điều trị kháng sinh, kháng viêm, kháng nấm, chúng ta buộc phải giữ vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, khô thoáng ở vùng này